Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ các bạn thì một cái điều mà các bạn cũng đã biết là nếu như mà cái chương trình visa nông nghiệp nó ra thì các bạn sẽ qua bên đây làm, là những bạn nào đi trong cái nhóm làm thời vụ thì các bạn sẽ đi qua bên đây làm 9 tháng. Sau đó thì các bạn sẽ đi về Việt Nam là 3 tháng. Bên cạnh đó thì những bạn sẽ làm liên tục trong vòng 3 năm với cái hợp đồng được những người chủ ký kết với mình. Trong cái thời gian mà các bạn qua đây đi làm á, thì tất nhiên á, là các bạn chỉ có đi có một mình. Điều đầu tiên á, khi các bạn qua đây làm, chắc chắn là một cái công việc á, là một công việc nó mới, hoàn toàn xa lạ. Đôi khi thì các bạn rất là mệt mỏi. Nhưng mà cái điều mà chính yếu mà mình chia sẻ các bạn là cái sự nhớ nhà của các bạn khi các bạn xa nhà và đi làm tới một cái đất nước xa lạ. Xung quanh của tất cả các bạn thì hầu hết không ai là quen ai cả. Có ít chăng nữa thì khi các bạn đi quanh đây làm thì trên chuyến bay các bạn đi chung thì các bạn là người Việt với nhau, thì các bạn có thể tạo một cái mối quan hệ bạn bè. Qua bên đây thì các bạn sẽ giữ được mối quan hệ bạn bè đó và các bạn có thể là hỗ trợ lẫn nhau trong cái cuộc sống hàng ngày khi mà cả hai đều xa gia đình và đi làm một cái đất nước xa lạ. Những bạn mà độc thân á, những người mà xa gia đình, xa vợ hoặc là xa chồng, các bạn tất nhiên con người á, ai cũng có một cái gọi là nhu cầu. Nhưng mà các bạn nên nhớ một điều, ở Úc khi mà các bạn muốn có một cái mối quan hệ nào đó thì các bạn phải có sự được hai bên tương tác và đồng ý với nhau. Thí dụ một bạn trai đi qua bên đây làm độc thân muốn quen một người nữ, ok, thì hai người có tình ý với nhau hoặc là thích nhau thì ok, đó là cái mối quan hệ trong sáng. Nhưng mà thí dụ một bạn trai qua bên đây đi làm rồi thấy một bạn nữ nào đó rồi cứ buông lời chọc ghẹo hoặc là nhắn tin để mà có những cái tin nhắn gọi là quấy rối, hoặc là những người bạn xa vợ thì muốn, tất nhiên bạn con người của chúng ta thì ai cũng có cái nhu cầu cả. Nhưng mà chúng ta đi làm rồi chúng ta cũng phải có những cái nhu cầu của cuộc sống, nhất là những anh chàng mà xa vợ thì các bạn phải có cái sự là nhu cầu. Nhưng mà các bạn nên nhớ một điều, khi mà các bạn muốn một cái điều gì đó thì các bạn phải có sự đồng thuận với cái một người đối tác, họ có sự chấp thuận thì các bạn mới có thể làm những cái điều đó, hoặc là những bạn trai trẻ thì bạn mới làm những cái điều đó. Còn nếu như các bạn có cái sự là quấy rối bằng tin nhắn, hay là trong cái công việc của các bạn có những cái hành động quấy rối với một cái người phụ nữ nào đó, hoặc các bạn hay giễu cợt hoặc là chê bai cái một người phụ nữ nào đó, hay là các bạn thấy một người phụ nữ trẻ, người Úc, các bạn cứ nhìn chằm chằm một cách soi mói. Rồi các bạn, thí dụ như bây giờ các bạn thấy một người con gái, người Úc làm việc chung, rồi các bạn ở đây các bạn bình phẩm, các bạn nói chuyện, rồi các bạn cười, các bạn giễu cợt, vừa cười vừa nhìn họ, rồi vừa giễu cợt với nhau. Thì đấy là, đó là những cái hành động gọi là quấy rối với một cái người phụ nữ đó. Tuy rằng các bạn nói chuyện các bạn hiểu, nhưng mà những cái hành động của các bạn sẽ tạo sự khó chịu với một cái người phụ nữ đó. Thì các bạn sẽ bị ghép vô cái tội là quấy rối. Thí dụ cái người phụ nữ đó họ thấy các bạn nói chuyện, cười cợt, đùa giỡn các bạn, đùa giỡn và nói chuyện khi nhìn họ, thì cái sự đầu tiên của họ là họ sẽ có một cái phản ứng trở lại, là họ có cái sự
thể hiện ra mặt về cái sự không đồng tình về những cái hành động cũng như là những cái lời nói của một người nam nào đó với một người nam khác. Nhưng mà một cái gọi là hành động mạnh mẽ hơn là họ sẽ đi đến nói chuyện với các bạn. Có thể là các bạn sẽ không hiểu được ý của những người này nói, nhưng mà cái ý của họ đó là họ muốn sự chấm dứt những cái hành động cũng như những cái sự cười giễu cợt của các bạn dành cho họ. Nếu như các bạn vẫn ngồi tiếp tục thì tất nhiên, hoặc là các bạn không hiểu, thì tất nhiên là cái người phụ nữ đó sẽ đi đến nói với người quản lý hoặc là người chủ. Và người chủ sẽ có trách nhiệm để mà giải thích cũng như là nói các bạn là không nên làm cái điều này tiếp tục. Và nếu như các bạn có cái sự là người chủ đã có cái sự cảnh cáo các bạn về cái điều này rồi nhưng các bạn vẫn tiếp tục, thì các bạn sẽ bị cái người phụ nữ này thưa các bạn bằng cách gọi điện thoại cho police và báo lên cho Fair Work cho các, để báo cho họ biết là các bạn có những cái hành động quấy rối. Là tuy các bạn chỉ là nhìn nói chuyện và có cái sự là đùa cợt trong một cái nhóm nào nói với nhau thôi, chứ không có phải là gọi là đụng chạm tay chân, nhưng mà đó cũng là một cái hành động gọi là quấy rối. Còn nếu như các bạn thanh niên cuối tuần các bạn làm việc, sau đó các bạn mệt mỏi thì các bạn uống bia chung với nhau, hoặc là các bạn đi ra một cái pub, các bạn uống bia sau trên đường các bạn đi về, các bạn gặp một phụ nữ nào đó thì các bạn giễu cợt cái người phụ nữ đó, hoặc là các bạn có cái sự đụng chạm với người phụ nữ đó, thì tất nhiên là người phụ nữ đó sẽ có sự phản kháng lại các bạn và họ sẽ báo cảnh sát. Tùy vào cái mức độ mà các bạn, hành động của các bạn dành cho họ, thì cảnh sát sẽ ghép tội của các bạn vào cái điều luật của chính phủ. Nặng thì các bạn sẽ bị ở tù, phạt nhẹ thì các bạn sẽ bị phạt tiền hoặc là bị án treo. Còn mà cái nguy cơ của các bạn là các bạn sẽ bị ảnh hưởng tới cái hợp đồng, cái visa của các bạn. Thì đó là về những cái bạn nam. Còn về những bạn nữ thì như thế nào? Nếu như các bạn nữ, giả sử như các bạn đi qua đây làm, bình thường ban ngày các bạn bị những cái người người nam, hoặc là những cái người đảo, gốc đảo, hoặc là những người Úc có những cái hành động quấy rối các bạn, thì các bạn cũng giống như cái người phụ nữ Úc kia, các bạn có sự phản kháng lại bằng cách nói chuyện với chủ và kêu họ hãy dừng lại những cái hành động này. Nếu như họ vẫn không có thì tất nhiên các bạn sẽ báo lên cho cái người chủ, và người chủ họ cũng sẽ báo lên cho Fair Work hoặc là báo cảnh sát để mà tới can thiệp. Một trường hợp khác, thí dụ như những bạn nữ đi từ chỗ làm, sau khi làm việc xong đi từ chỗ làm đi về nhà vào lúc buổi chiều tối, trên đường về các bạn sẽ gặp một nhóm thanh niên người Úc hoặc một nhóm người thổ dân hoặc một nhóm người da đen có những cái hành động gọi là bạo lực với các bạn. Nếu như những cái hành động nhẹ thì tùy theo cái mức độ, nhưng nếu trường hợp đụng chạm bị quấy rối về cái vấn đề thể xác thì sự phản kháng của các bạn, thì tất nhiên một người phụ nữ thì không thể nào phản kháng lại một đám thanh niên được, và các bạn đã bị những người đó quấy rối tình dục mình. Cái việc đầu tiên các bạn có thể làm là bằng cách các bạn chỉ bấm 3 số 0. Trong kinh thức thời điểm đó, các bạn bấm 3 số 0. 3 số 0 đây là một cái số điện thoại gọi cho cảnh sát, và để báo cho cảnh sát biết là các bạn đang bị cái trường hợp này. Cảnh sát sẽ có xe cứu thương cũng như là xe cảnh sát tới cùng một lúc để mà hỗ trợ các bạn, rồi sẽ đưa các bạn đi vào bệnh viện hoặc là để giám định những cái tổn thương mà các bạn đã bị người khác hành hung. Thì tất nhiên các bạn phải mô tả được những cái người đó như thế nào để cảnh sát có thể tìm ra cái hung thủ để mà giúp các bạn. Thứ nhất là
tìm ra hung thủ. Thứ hai là giúp đỡ các bạn về cái mặt tinh thần. Thứ ba là giúp đỡ các bạn về trong những lúc các bạn nằm bệnh viện, hoặc là trong những lúc các bạn bị rối loạn tâm thần hay là như thế nào đó, sẽ có sự hỗ trợ dành cho các bạn. Nhưng mà ở đây á, mình khuyên các bạn một điều. Bởi vì tất cả các bạn đi qua đây làm việc thì thứ nhất, các bạn làm ở nơi vùng sâu vùng xa, chứ không phải các bạn làm một cái nơi thành thị. Vùng sâu vùng xa thì có những cái nơi có những cái ánh đèn, nhưng có những nơi thì cái đó là vùng tối, nó không có đèn. Cho nên đó là khi mà các bạn đi từ chỗ làm của các bạn đi về nhà thì các bạn nên đi chung với một nhóm người. Một nhóm người bao gồm nữ và bao gồm cả nam, để có sự hỗ trợ lẫn nhau. Các bạn tuyệt đối không đi chung với một người nữ, hoặc không đi chung với một người lạ mình không biết, hoặc không đi một mình. Các bạn hãy nên đi chung với một nhóm, hoặc là các bạn sử dụng chung một chiếc xe của những người làm chung để đưa các bạn đi về nhà. Các bạn tuyệt đối không đi một mình, bởi vì sẽ có rất nhiều những cái trường hợp sẽ xảy ra đến cho tất cả các bạn mà các bạn không lường trước được. Các bạn nên lưu số điện thoại 3 số 0, để mà có chuyện gì các bạn gọi cho cảnh sát. Và những bạn nam nếu mà ở chung với nhau, hoặc là cái khu của bạn nữ, thì các bạn cũng nên nhớ một điều. Các bạn làm gì, đây là mình đang sống trong một cái đất nước xa lạ, với một cái luật pháp mà không phải hoàn toàn như giống ở Việt Nam. Cho nên là các bạn về vấn đề tinh thần của các bạn, các bạn phải có sự biết quản lý, biết kiềm chế cái tinh thần của mình. Ví dụ như, giả sử như các bạn vui quá, hoặc các bạn say quá, các bạn có những hành động phá rối, hoặc giả sử như các bạn thích một người nào đó, các bạn nhắn tin hoặc là đưa những cái hình ảnh mà người ta không có mong muốn, hoặc là nói những cái lời nói mà người ta không muốn nghe, hoặc là những cái tin nhắn mà người ta không muốn nhận. Tất cả những cái gì mà các bạn biết người đó đang khó chịu thì các bạn nên không nên làm những cái điều đó. Bởi vì những cái điều đó họ sẽ có những cái bằng chứng để mà thưa các bạn là các bạn đang quấy rối họ, hoặc là quấy rối tình dục họ, hoặc là một cái quấy rối nào đó mà họ có thể thưa các bạn. Cho nên á, ở đây mình cũng có một cái sự nhắc nhở các bạn là các bạn nên kiềm chế mình khi mà đi làm với một cái nơi xa lạ, một đất nước xa lạ mà mình không biết gì về luật lệ của nước đó. Thì mình muốn chia sẻ các bạn là các bạn nên hiểu là biết rằng những người nữ khi xa nhà thì nhớ chồng, những người nam khi xa nhà thì nhớ vợ. Những người thanh niên trẻ hoặc những người phụ nữ trẻ đi qua đây làm đều là độc thân cả. Qua bên đây rồi tất cả đều là độc thân cả. Cho nên nếu như các bạn có một cái gì đó quan hệ với một người khác mà có cái sự đồng thuận với nhau, thì điều đó các bạn có thể tiến hành, các bạn có thể làm. Bởi vì đó là sự đồng thuận của cả hai bên. Nhưng nếu về một cái khía cạnh nào đó mà các bạn cho chỉ có mình thôi mà người ta không có đồng ý, thì tất nhiên các bạn không nên miễn cầu, không nên miễn cầu, và cũng không nên có những cái hành động. Thí dụ như bây giờ ở Việt Nam thì mình hay thấy là thấy cái người phụ nữ đó đẹp quá nhìn hoài, rồi 3-4 người ở đây là hay nói chuyện, là chiêu ghẹo, cười giỡn, chiêu chọc. Thí dụ như cái người đó mà cười lại, nói chuyện lại, có nghĩa là họ ok, họ cũng lịch sự. Nhưng mà lần nữa các bạn nói chuyện nữa thì họ sẽ có cái sự nếu mà họ đồng thuận các bạn thì cái chuyện đó không nói. Nhưng mà nếu họ có sự phản kháng lại, họ nói các bạn mình không thích, tôi không thích cái điều này, thì tất nhiên các bạn nên stop lại, các bạn không có nên tiếp tục. Còn nếu các bạn vẫn tiếp tục nữa thì các bạn sẽ bị quấy ghép vô cái tội là quấy rối. Thì mình chia sẻ cái điều này để gửi đến cho tất cả các bạn. Nếu như trường hợp các bạn qua bên đây làm việc với cái chương trình visa nông nghiệp, hoặc những bạn sinh viên, hoặc là những bạn đi working holiday, làm những cái farm vùng sâu vùng xa, các bạn gặp những cái trường hợp như vậy, thì các bạn thứ nhất
các bạn nên tự kiềm chế bản thân. Thứ hai là nếu các bạn bị một cái người nào đó đối xử như mình như vậy thì các bạn, thứ nhất các bạn nên nói họ stop lại. Thứ hai, nếu như họ vẫn như vậy, các bạn sẽ nói lên cái người chủ của mình để người chủ đứng ra để mà bảo vệ mình. Thứ ba, nếu như không được, trường hợp các bạn không có người chủ ở đó hoặc trên đường các bạn đi làm về, thì các bạn phải gọi điện thoại ngay tức thì, lúc đó là cảnh sát, để mà cảnh sát kịp thời tới can thiệp các bạn. Tất nhiên khi các bạn gọi cảnh sát thì cảnh sát sẽ luôn luôn giữ cái đường dây giữa điện thoại của bạn với cảnh sát, nó có cái sự liên tục, có cuộc điện thoại của bạn sẽ được giữ liên tục cho đến khi cảnh sát xác định cái vị trí của bạn và đi tới. Bởi vì nếu các bạn bị thì đó là một cái trường hợp khẩn cấp, thì cảnh sát sẽ giữ cái đường dây của bạn và chạy tới trong vòng tích tắc để mà hỗ trợ các bạn. Thì điều này các bạn phải nên biết là khi các bạn gọi 3 số 0, là gọi cho cảnh sát, thì họ sẽ yêu cầu các bạn là, thứ nhất, bạn cần giúp đỡ từ cảnh sát. Thứ hai, bạn cần giúp đỡ về ambulance, có nghĩa là xe cứu thương. Hoặc thứ ba là bạn cần giúp đỡ về xe cứu hỏa. Đó là 3 cái giúp đỡ đầu tiên mà họ hỏi bạn, bạn cần giúp đỡ từ nơi nào. Thì các bạn, nếu mà các bạn cần giúp đỡ cảnh sát thì các bạn nói là, chỉ cần các bạn nói là police help me, thì đơn giản chỉ là vậy thôi. Các bạn không cần phải nói nhiều, các bạn nói police help me, thì tất nhiên là người ta sẽ hiểu được là các bạn cần cảnh sát giúp đỡ, thì người ta sẽ giữ cái điện thoại liên tục liên thông với điện thoại của bạn cho đến khi họ tới gặp các bạn. Thì đó là cái điều mà mình muốn chia sẻ các bạn, để các bạn qua đây các bạn có một cái chuẩn bị nếu như trường hợp các bạn đụng vô cái điều này khi mà qua đây làm việc, tới sống một cái đất nước mà mình không biết gì cả ha. Thì một vài cái chia sẻ như vậy đã gửi đến cho tất cả các bạn. Mình cũng xin lưu ý một điều, những bạn trai á, mà xa vợ, xa người yêu á, thì nếu mà xa vợ á, thì nên nói chuyện với vợ thường xuyên hơn, để mà bớt đi cái nỗi cô đơn, bớt đi cái nỗi nhớ nhung, và bớt đi những cái lúc mà các bạn trống vắng một mình. Những bạn trai ha, thì những bạn thanh niên á, thì các bạn tất nhiên là không có vướng bận về gia đình, vợ con, thì các bạn có thể tìm một người nào đó mà các bạn cảm thấy đó là ưng ý. Nhưng mà các bạn phải nên biết một điều, những người đó cũng thích các bạn, hoặc là cũng chung một ý nghĩ chung với các bạn thì ok. Nhưng các bạn đừng có cưỡng cầu ha. Mình cũng khuyên các bạn một điều như vậy, để mà các bạn hiểu được rằng mình sống một cái đất nước xa lạ, thì mình không có biết cái chuyện gì nó sẽ xảy ra với mình cả. Cho nên là cách tốt nhất là sự kiềm chế bản thân, để mà thứ nhất cho cuộc sống của mình nó có những ngày tháng nó bình yên. Thứ hai là sẽ không ảnh hưởng tới cái công việc của mình qua đây đi làm. Thứ ba là cũng không ảnh hưởng tới cái hợp đồng. Thứ tư là cái quan trọng nhất là sẽ không ảnh hưởng tới, nếu như mà trong cái quá trình 3 năm mà sau đó nữa các bạn sẽ được xét vô thường trú dân, thì các bạn cũng sẽ không bị ảnh hưởng tới cái xét cái trường hợp của mình vô thường trú dân ha. Mình cũng xin kết thúc video clip ở đây, một vài cái gợi ý như vậy để gửi đến cho tất cả các bạn. Hẹn các bạn vào video clip sau của mình nha. Xin thân ái và chào tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.